Cái nhà hôm nay mình sẽ như vậy cái do mà Evolution X cho con X2 nha các bạn nha. Đây. Đây nha các bạn, đây Evolution X này chạy trên nền tảng Android 11. Ok đấy, Android 11 nhá. Rồi mình nhìn chung mình thấy cũng bình thường các bạn nhé, dùng thì cũng ổn thôi, nhưng mà thật sự nếu nó sẽ ná ná với lại SOS này. Và tôi mình không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ đi đến các bước cài đặt. Còn về giao diện thì mình tí mình sẽ giải thích sau khi cài đặt nha. Thì đầu tiên chúng ta phải unlock loader trước. Cái điều đấy là điều bắt buộc rồi các bạn nhé, vì nếu chúng ta không unlock loader thì chúng ta không chạy được những cái file custom hoặc ROM custom không bao giờ chạy được nha các bạn nhé, sẽ bị lỗi ngay. Khi các bạn chạy ROM custom nó sẽ bị UDevice có boot hoặc là các bạn cũng không thể boot vào DRP đâu. Nên mình nhắc nhở trước cho các bạn phải unlock loader, hoặc là nếu không các bạn sẽ tính máy unlock nha, bởi vì đơn giản unlock cũng khá đơn giản thôi. Nhưng mà đối với các máy sách tay nó sẽ khác một chút. Ok. Ok nha. Bây giờ mình sẽ đầu tiên tắt nguồn này sau khi unlock loader. Bây giờ bạn ở ROM scope hay ROM custom cũng được. Vấn đề là các bạn phải lên firmware Android 10 trước. Nói chung ROM nào cũng thế, bây giờ ROM nào cho con này nó cũng vậy các bạn nha. Tắt nguồn này ấy, ok. Tắt nguồn này. Đầu tiên các bạn sẽ tải cho mình cái file ROM này. À đây. Cái máy quay mình hơi bị cháy sáng nha các bạn nha. Máy quay hơi bị cháy sáng. Ok, cái ROM, link ROM này, cái file ROM này có nặng 1GB này, 1.3GB này. Đấy. Thì mình sẽ để dưới mô tả nhá. Đây 1.2 chứ không phải 1.3 nhá. Đấy 1.29 này đấy. Mình sẽ để dưới mô tả các bạn thì tải về vẫn chạy thôi. Đây, đây. Đây nha các bạn, xong rồi ok. Và như thường lệ chúng ta sẽ chạy TRP thôi. TRP thì thật sự mình đã để sẽ để link dưới mô tả nhé, hoặc là bạn lấy được trong cái video đấy cũng được. Đấy ok đây. Thì nó đầu tiên các bạn phải cắm sạc vào, bật ở chế độ phát boot, chúng ta mới bật cái file bát lên nhá, file CMD đây, không là sẽ bị lỗi. Đấy. Cắm sạc này, ấn tăng âm lượng này, đấy, giữ này. Các bạn nào mình nói trước luôn, các bạn nào máy chưa unlock loader đừng có hỏi mình nhé. Hoặc máy nhà mạng không unlock loader được lúc các bạn bật nguồn ấy, thì nó sẽ không có cái hình ổ khóa, thì các bạn đừng có hỏi mình nhé. Mình khá là mệt, mình hỏi với những cái người đấy khá là mệt, bởi vì những cái máy không unlock được thì tất nhiên là sẽ không hút được rồi. Không unlock được thì no hút nha. Ok, bây giờ bạn sẽ mở này, đấy, mở file boot CMD này. Đấy, đấy, ok, đấy, chờ nó nha. Chờ nó boot này. Lưu ý là các bạn phải vào file boot xong rồi nó hiện cái đèn xanh này rồi các bạn mới cắm bật cái file bát nhá. Mình dám cá những cái người xem này chắc người ta kiểu người ta xem ủng hộ chứ không phải là có máy để úp nha các bạn, hoặc là có máy là chắc là bình thanh là cùng thôi. ROM mình sẽ để dưới mô tả nha các bạn. Mình còn khá là nhiều ROM nhưng mà thật sự nó khá là nhiều lỗi các bạn nhá. Cái ROM mình đang test thì mình tiện thể mình đăng luôn. Bạn đợi tí nó sẽ vào TRP này. Đấy. Ok đây các bạn nha. Đấy. Thì đầu tiên khi các bạn ở ROM stop. Đầu tiên là tôi đợi thì mình để mình giảm độ sáng nào các bạn nha. Để mình giảm độ sáng đó, mẹ kẹp cái máy này khá là khoai các bạn nha. Đầu tiên khi bạn ở ROM stop này, ROM ở trên Sony ấy. Tức là các bạn đang có cái phần dùng dữ liệu cũ là của tất cả dữ liệu của bên Sony thì các bạn sẽ bấm vào Y. Format data, đấy, format data, đấy, format data, đấy, đấy, các bạn nhé. Và bấm chữ Z. Như này, và bạn bấm vào đây. Còn ở đây mình đang ở ROM custom. Và mình có flash cái file Xable Verity kia, thế nên bây giờ mình không cần nữa các bạn nhé. Bạn sẽ đầu tiên các bạn, nếu các bạn ở ROM custom khác các bạn nên bấm vào Advanced Wire, bạn sẽ wire 3 cái này nha các bạn nhé. 3 cái này, 1, 2, 3, David cách này, system này, deck data này. Đấy, các bạn sẽ kéo ra như này. Đấy. Nếu ROM custom nhé, còn nếu ở ROM stock thì các bạn sẽ không cần đâu. Mình sẽ back ra ngoài này. Đấy. Cái máy rất là khó lên nét luôn. Bây giờ bạn sẽ bấm vào install này. Ở đây bây giờ bạn sẽ lên máy tính nha. Thì các bạn vào trong PC sẽ có cái IP cái điện thoại của bạn hiện lên này. Đấy. Thì các bạn sẽ vào bộ nhớ trong bạn có cái ROM vào như là cái bộ nhớ nha các bạn nha. Ok đây, đâu nhỉ? Đợi mình chút nào để mình tìm lại đây. Đây, các bạn sẽ copy cái này vào như là vào cái ổ nhớ trong internal storage nha.
Ở đây mình đã đặt có vào trong cái thư mục recording rồi, nên bây giờ sẽ ở trong này đây. Ok, bây giờ mình sẽ chạy này. Đấy. Ở đây mình còn ra được rồi nhưng mình chưa test nha các bạn, sẽ test sau này. Đấy. Ok, không phải do mày nhá, mình sẽ quay lại đấy, bắt này đấy. Upper level để thoát khỏi thư mục nha. Đấy. Ok, bây giờ các bạn sẽ vào thư mục recording, vào cái chỗ mà bạn lưu nhá. Ở đây mình để trong recording nên nó sẽ ở đấy nha các bạn nhá. Đây, các bạn sẽ chọn này, đấy. Bạn sẽ kéo qua, xong bạn chọn này, xong bạn kéo qua này, đấy, kéo qua. Đây nhé, bạn sẽ chờ nhé. Bạn sẽ chờ này. Ở đây mình sẽ tua nhanh qua đoạn này nhé. Các bạn chỉ phải chờ đó, chả phải làm gì cả. Vốn đi tại sao mình lại bảo là phải wire system này, data và kick là bởi vì mình bảo là wire để cho nó không để kiểu khi các bạn cài ROM nó sẽ không khôi phục những cái mà Google Service khi các bạn cài ROM, khi các bạn đến xong step 2 nó sẽ thường nếu mà các bạn nó còn dữ liệu ROM cũ có GAAP thì nó sẽ restore lại thì nó sẽ gây lỗi ra đấy, thế nên là lâm ra mình sẽ bảo thế nha các bạn nha. ROM này mình mới test qua thì Genshin cũng tạm tạm nha các bạn, nó sẽ ngang kèo với lại SOS, nó không có gì lạ cả. Ok, mình sẽ tua nhanh qua nha. Cái đoạn này khá là lâu, các bạn phải chờ nha, khoảng 5 đến khoảng 3 đến 5 phút hoặc có thể hơn nha các bạn nha. Ok các bạn nha, nó sẽ chạy step 2 này. Các bạn đừng để ý cái TV nha, cái TV kia mình đang mở cái video. Có gì cả. Ok, step 2, đang step 2 nha. Đây, step 2 này. Nên step 2 nha các bạn nha. Bạn chờ tí thôi. Thế nên đoạn này mình đấy, ok, nó sẽ bảo cái này. Thế nên đó là lý do tại sao. Tức là nó bảo để flash thêm cái file zip thì phải khởi động lại bằng recovery để chuyển sang một cái slot mới. Thì đây nó đã slot A. Thì cái con X2 này nó có phân vùng AB nhá các bạn. Tức nó sẽ có hai cái khe system A, system B, system nói chung là ví dụ là như vậy. Ok các bạn nhá, nói chung là như vậy. Bây giờ các bạn sẽ phải vào lại TWP để flash những cái file bổ sung nhá. Thì ở đây nếu các bạn không cần ấy, thì các bạn không cần rút magic thì các bạn không cần đâu các bạn nhá. Không cần rút magic với lại tắt cái mã hóa bộ nhớ ấy, để kiểu các bạn nhá. Để kiểu là các bạn cài ROM ấy thì nó sẽ vẫn sẽ thì nó sẽ còn cái dữ liệu ở đây đấy. Đấy, còn cái dữ liệu ở trong cái bộ nhớ trong này, tức là trong cái SD card này vẫn còn dữ liệu ấy đấy. Chứ còn nếu các bạn không có cái file disable đấy là sẽ mất ngay. Đây, đó là sao mình vẫn test được này. Đây các bạn nhá. Không có gì cả. Bây giờ sẽ power off này. Đấy, nó bảo không có OS thì đương nhiên lúc nãy chúng ta wire rồi, bây giờ làm gì còn nữa, đúng không các bạn? Bây giờ nha, các bạn sẽ lại sẽ bấm vào tăng năng lượng này đấy. Khi chuyển slot này nó sẽ có cái đèn đấy, các bạn sẽ phải giữ thật slow để cho nó nhảy vào fastboot tiếp nha. Mình cái đèn đấy chắc là nó liên quan đến phần vùng ta hay sao ấy. Mình nghĩ là nó liên quan đến INIT. Đấy, các bạn sẽ lại mở lại cái file boot TRP này. Đấy. Đấy, lưu ý là phải vào phát bút xong rồi chúng ta mới bấm nha, bật nữa nha. Chứ bạn đừng có bật lúc chưa vào phát bút, nó sẽ bị lỗi ngay. Đấy, cái máy phải unlock rồi nó biết như này nha các bạn nha. Nó phải có cái này mới úp được ROM nha. Không có cái ổ khóa nên nó không úp được đâu. Không có là chỉ có úp tem và rút thôi. Ok các bạn nha. Các bạn đợi nó khởi động vào TLP. Thì trong lúc đã khởi động thì mình sẽ tính dự án làm thêm cái úp ROM cho cái TV board này nha các bạn nhé. Thì mình chắc tính là mình sẽ úp ROM cho cái TV board này nữa. Ta không biết là sẽ như nào. Ok các bạn nhé, đã boot vào TRP rồi. Bây giờ bạn sẽ vào install. Bạn back này, back. Ở đây chúng ta sẽ copy cái file disable này và file magic này. Không cần gap nha, ROM này có gap rồi. Hai file nếu bạn cần thôi, chứ còn đấy mình không, nếu bạn không cần rút, bạn dùng bình thường thì không cần đâu các bạn nhá. Chơi gaming thì mới cần thôi các bạn nhá. Đây ok, đấy chỉ có như vậy thôi. Chọn vào này, đấy. Chọn vào add more, chọn magic để cho chúng ta không phải bấm nhiều nữa. Đấy, ở đây là mình không muốn bị mã hóa bộ nhớ thì mình mới làm cái đấy thôi các bạn nhá. Ok các bạn nhá. Đây đang flash này. Trong lúc đang flash mình sẽ quay ra kia nha. Cái TV kia cũng chả có gì các bạn nhé. Chỉ có đàn thanh nghiêm túc. Ok, chờ này, magic này, magic phải slot A này mới là được nha. Cho nếu mà đi là B là còn cái nịt đấy.
IRB là hết hết cái trôi đấy các bạn nha. Các bạn chờ thôi, nên là bạn cài magic bản nào cũng được, nhưng mà mình ưu tiên bản 24.3 bởi vì nó ổn định hơn so với phiên bản 25 24.3. Ok, đấy là đun scan này. Bây giờ nó sẽ qua data à, không cần đâu, bây giờ bạn sẽ reboot rồi, reboot này, reboot này, system này. Đấy, thì có vẻ do not install nhé. Cái này nó đang hỏi là cài cái ứng dụng TRP, các bạn sẽ ấn do not install hoặc là cài vào cũng được, nhưng mà bây giờ ứng dụng này nó sẽ hoạt động không hoạt động nữa nên nó cũng chẳng có tác dụng gì. Nên có cài vào nó cũng chẳng có tác dụng gì các bạn nhé, nó chỉ có cái kiểu để tải TRP thôi. Thế nhưng mà cái con X2 này lại không có TRP official, official nên đâm ra cũng chẳng có tác dụng gì các bạn nhé. Vậy các thiết bị AB bây giờ cũng không dùng được cái ứng dụng TRP nữa nên bây giờ cũng bỏ thôi các bạn nhé. Nó sẽ ấn do not install này. Chờ nó lên thôi, không có gì cả. Đấy, nó phải có cái ổ khóa này mới úp ROM được nhá. Ổ khóa được mở ra nhà này mới úp ROM nhá. Chứ còn nếu máy mà không có bật nó lên thẳng cái sau ly này luôn là các bạn là thường sẽ không úp được. Vì Blender chưa mở. Bắt buộc phải mở các bạn, không mở là không bao giờ úp được. Mà mở Blender như nào thì đấy mình cũng bọn unlock theo cách bình thường của Sony, nhưng mà máy không cho unlock thì mình cũng chả làm gì đâu các bạn nhá. Cái lên này nó sẽ gù đấy, tất nhiên Evolution X thì từ xưa giờ đều như vậy nha các bạn nhé. Đây mình sẽ chọn là ngôn ngữ, chắc là để tiếng Việt này. Ở đây mình nhìn qua thì các chức năng hoạt động bình thường nhé các bạn, bỏ qua này đấy. Đây mình không chấp nhận cái gì cả các bạn nhé, bởi vì đơn giản là mình lười á. Ui dồi ôi, không tìm hiểu kỹ. Ui dồi, đây này nó sẽ hỏi nó bình thường, sẽ up bình thường, không có gì cả. Đấy, không có gì nha các bạn, nó chỉ là Evolution thôi. Các bạn đợi mình chút để mình chỉnh cái Land Display này. Cái này không có tác dụng gì nha các bạn, nếu bạn chỉnh độ sáng sẽ thấp hơn. Đấy, nhìn chung mình thấy khá là ổn nha các bạn. Evolution X này, đấy. Đây. Android 11 đấy. Evolution X rồi rồi. Thì các chức năng thì mình đã test rồi. Camera này. Oh, camera tịt à? À không, camera mình tưởng tịt nha các bạn. Ui dồi ôi, cam trước hoạt động này đấy, cam trước hoạt động này đấy các bạn nha. sim thì mình không rõ bởi vì máy mình gãy mất khai sim rồi, nhưng mà vẫn được nha, mình nghĩ là chắc chắn là sẽ được luôn, chả có gì cả. Chức năng thì Bluetooth này, Bluetooth hoạt động này, theo mình là Bluetooth hoạt động này, USB hoạt động này, NFC bật được này, các bạn nhá, NFC bật được này, đấy. Bluetooth này, ghép nối thiết bị này, hình như vẫn có thiết bị để mà ghép nối hay sao, đấy vẫn có này, có cái TV kia của mình nhá, cái TV kia. Vẫn quá nha các bạn, nói chung là nó không thể ghép lối được, nó sử dụng bình thường. Ok các bạn nha. Ở đây mình đang là cài ROM xong rồi nha, còn bây giờ nó là một cái công chuyện mới rồi các bạn nha. Thử nghiệm gì lâu thế nhỉ. Đây là công chuyện mới rồi các bạn nha, thôi không có gì cả. Đến bước này nói chung chúng ta cũng cài ROM xong rồi, chả có gì đâu các bạn nhá. Lưu ý ROM có GApp rồi nhá, đây. Đợi đây một chút. Nói chung có GApp rồi. Cái bước lúc nãy mình bảo vào GRP đấy các bạn cần thôi, chứ thật nếu cần rút thì các bạn mới vào nhá. Ở đây các bạn nhá, có GApp sẵn rồi này đấy. Set play chôm này. Các thứ nói chung là có hết rồi, không có không, chỉ thiếu một số thứ, nó cũng chả đơn giản, bạn lên Google Play tải về xong. Đấy, nói chung là có GApp rồi, bạn không cần cài nữa nhá. Nói chung là như vậy là ổn rồi, không có gì cả. Ok. Thế bạn nào có máy unlock thì unlock được thì làm theo nhé, không có gì cả. Nếu bạn nào cần úp ROM thì bạn tự làm nhé, mình ở đây mình không nhận dịch vụ nhé, mình nói thật thế. Ở đây mình không nhận dịch vụ nhé các bạn.
đây ok, à, AR11 này, ok rồi nhá.